Nếu bạn xác định kinh doanh thực phẩm đông lạnh lâu dài, thì thật sự bạn cũng đừng tiếc tiền để lắp một cái kho đông lạnh như thế này. Ban đầu ai cũng nghĩ chỉ đầu tư những dòng tủ đông thông thường, rồi sau đó nó quá tải. Nếu so với chi phí để đầu tư kho lạnh thì nó rẻ hơn nhiều so với mua một dàn tủ đông. Trên video bạn đang xem là loại kho đông có kích thước như trên màn hình, chi phí lắp kho chỉ bằng 10 cái tủ đông. Nhưng về kích thước thì nó rộng gấp mấy lần. Nếu quý khách cần lắp kho lạnh, liên hệ số điện thoại trên màn hình để được tư vấn. Quý khách cũng có thể tham khảo giá bán tại website dienmaytanbinh.com. Đây là cụm dàn lạnh hiệu Mitsubishi, với hiệu suất làm lạnh cao, nhanh chóng đưa nhiệt độ phòng xuống âm 20 độ C trong thời gian nhanh nhất. Có hai loại kho lạnh mà bạn thường thấy, một là kho đông lạnh, hai là kho cấp đông. Kho đông lạnh là kho trữ thực phẩm đã được đông cứng trước, còn kho cấp đông là kho làm đông lạnh thực phẩm. Kho cấp đông thường có công suất cao hơn so với kho đông lạnh. Kho trên video là kho trữ thực phẩm đông lạnh, kho này có giá tầm 300 triệu đồng cho dòng máy của Nhật Bản. Nếu những dòng máy có xuất xứ từ Trung Quốc thì rẻ hơn nhiều. Và thực sự là chúng tôi cũng không khuyến khích bạn sử dụng máy Trung Quốc. Và trước khi lắp kho bạn cũng nên chú ý về nhiều yếu tố của kho lạnh. Các bạn tham khảo giá bán để dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Để lại số điện thoại khi cần tư vấn hoặc gọi số Zalo trên màn hình. Truy cập website dienmaytanbinh.com để tham khảo giá bán nhiều dòng máy tương tự. Có chính sách giảm giá khi đặt hàng online tại website. Công ty Điện máy Tân Bình chuyên cung cấp các loại máy thực phẩm như tủ mát trưng bày thịt, tủ mát trái cây, hoa tươi, tủ mát trưng bày bánh kem, tủ đông siêu thị trưng bày hàng đông lạnh, máy pha cà phê, máy làm đá cây, đá viên, đá bi, máy lạnh công nghiệp, kho lạnh. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành điện lạnh công nghiệp, là đối tác lắp đặt và bảo trì nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị trên toàn quốc, công ty Điện máy Tân Bình sẽ mang lại cho bạn những sản phẩm tốt với giá thành phù hợp nhất. Cảm ơn đã xem video và mong được chia sẻ video cho mọi người cùng biết nhé. Xin cảm ơn.